Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Với sự tham gia của đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện trên toàn địa bàn thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì và phát động phong trào thi đua. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo mọi mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những biện pháp cấp bách để khoanh vùng, truy vết, dập dịch nhanh chóng hiệu quả. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, công an cơ sở đã nắm bắt tình hình đời sống các hộ khó khăn, yếu thế để hỗ trợ kịp thời, giúp người dân yên tâm, đồng lòng cùng chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Từ đây, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ được duy trì với phương châm giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài. Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân, triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an thành phố, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng công an thành phố với chủ đề Lực lượng công an thành phố lá chắn phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Và phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Mỗi đơn vị trong công an thành phố là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.